một người trưởng tàu về hưu đã kể lại câu chuyện nhỏ như sau. Cách đây nhiều năm, tôi làm việc trong một công ty đường sắt. Một ngày nọ, có một người bẻ ghi đi lang thang trên sân ga. Tôi yêu cầu người ấy chuyển một toa xe chở hàng qua đường ray xe lửa khác. Anh ta nổi giận, anh ta quăng cái mũ của mình xuống mặt đường, nhảy liên tiếp đạp vào cái mũ và chửi thề, giống như là một tên say rượu. Tôi đứng đó và bật cười trước thái độ trẻ con của anh ta khi thấy tôi cười thì anh ta cũng bắt đầu cười về sự nóng giận vô lý của mình rồi anh ta lặng lẽ leo lên đầu máy xe lửa lái đến toa xe trống và di chuyển nó sang một đường ray khác quả thật vậy mỉm cười chính là cách tốt nhất để hóa giải cơn nóng giận bạn cứ thường nghĩ mà xem mình đã mất đi bao nhiêu yêu thương, làm tổn thương bao nhiêu người, bỏ lỡ bao nhiêu việc sau mỗi lần tức giận. Nếu không muốn đánh mất nhiều thứ quý giá, thì nhất định đừng bao giờ dại dột làm những điều sau đây khi đang tức giận nhé. Thứ nhất, không đưa ra quyết định quan trọng khi đang tức giận. Có câu nói, khi tức giận, chỉ số thông minh của một người bằng không Lúc này đưa ra quyết định chính là ngu ngốc nhất. Trước khi đưa ra quyết định, hãy cho bản thân thêm thời gian để bình tâm suy nghĩ. Rất có thể nhiều chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác đi, tích cực hơn. Một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, họ rất nghèo và sống cùng nhau trong một trang trại nhỏ. Một hôm, người chồng đề nghị với người vợ rằng Em yêu, anh sẽ rời khỏi nhà, anh sẽ đi đến một nơi xa xôi để tìm việc làm và anh nhất định sẽ làm việc chăm chỉ rồi quay lại cho em một cuộc sống thoải mái và xứng đáng hơn. Anh không biết mình sẽ đi bao lâu, anh chỉ yêu cầu một điều là xin hãy chờ đợi anh. Khi anh đi rồi, em hãy hứa trung thủy với anh bởi vì anh cũng sẽ một lòng trung thủy với em. Sau đó, người đàn ông rời khỏi nhà. Anh đã đi rất nhiều ngày cho đến khi thấy một người nông dân đang cần tìm ai đó để phụ giúp và người đàn ông trẻ quyết định đến xin việc sau cùng anh được nhận vào làm anh ta đã thảo luận các điều khoản với ông chủ của mình hãy để tôi làm việc cho đến khi nào tôi muốn và tôi nghĩ rằng mình đã đến lúc trở về nhà xin ông chủ hãy đáp ứng nguyện vọng này cho tôi tôi cũng không muốn nhận tiền lương mỗi tháng xin ông tạm giữ đó cho đến ngày tôi trở về khi tôi quyết định nghỉ, ông hãy đưa lại tiền cho tôi và tôi muốn mang số tiền đó về cho vợ của mình. Ông chủ đồng ý với thỏa thuận đó. Vì vậy người đàn ông trẻ đã cật lực lao động chăm chỉ suốt hơn 20 năm dòng mà không hề nghỉ ngơi. Một ngày đẹp trời của 20 năm sau, ông đến tìm gặp ông chủ của mình và nói: "Thưa ông chủ, tôi muốn nhận tiền lương, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trở về nhà rồi." Ông chủ trả lời: "Được, sau tất cả, tôi sẽ giữ đúng lời hứa của tôi với anh. Tuy nhiên, trước khi anh đi, tôi muốn có một thỏa thuận mới như sau. Tôi sẽ đưa cho anh tất cả tiền lương của anh và điễn anh đi, hoặc tôi sẽ cho anh ba lời khuyên, nếu anh nhận ba lời khuyên này, tôi sẽ không đưa tiền cho anh nữa. Bây giờ, anh hãy về phòng và nằm suy nghĩ câu trả lời đi." người đàn ông suy nghĩ mất hai ngày sau đó đã đi đến gặp ông chủ và nói tôi muốn nhận ba lời khuyên từ ông ông chủ cố nhấn mạnh lần nữa nếu tôi cho anh ba lời khuyên tôi sẽ không đưa tiền lương cho anh đâu đấy nhé và người đàn ông trả lời chắc chắn tôi cần ba lời khuyên đó sau đó ông chủ nói với anh thứ nhất không đi đường tắt để về nhà tuy đường tắt ngắn hơn nhưng lại không có bảng chỉ dẫn rõ ràng. Thứ hai, không bao giờ quá tò mò, đôi khi sự tò mò chính là tội ác gây chết người. Thứ ba, không bao giờ đưa ra quyết định trong lúc nóng giận hay là đau đớn, bởi khi ăn năn, mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Sau khi dứt lời, ông chủ đưa ra 5 ổ bánh mì và dặn dò. Ở đây có 5 ổ bánh mì, 4 ổ này để anh ăn trong suốt hành trình của mình, còn ổ cuối cùng là anh để cùng ăn với vợ mình khi đã về đến nhà. Người đàn ông cúi đầu cảm ơn và tìm đường trở về nhà, nơi xa cách 20 năm có người vợ thân yêu mà ông ngày đêm mong nhớ. Ngày đầu tiên ông gặp một người đàn ông khác trên đường chào ông và hỏi: "Anh đi đâu?" Ông trả lời: